Chào các em Vậy là ở các clip trước Thầy cùng toliha.vn đã giới thiệu đến các em được bốn dạng bài tập Của bài phép nhân và phép cộng Ở clip này Thầy cùng toliha.vn sẽ giới thiệu đến các em dạng số 5 Vậy dạng số 5 của chúng ta như thế nào Thì các em cùng tập trung lên bảng với thầy nhé Dạng số 5 của chúng ta là Dạng bài toán có lời văn Các em nhé Vậy trước khi chúng ta giải quyết các ví dụ liên quan đến dạng năm này thì thầy cần các em nắm phần phương pháp cho thầy. Về phương pháp nhé, thì đầu tiên là bước 1 là các em phải phân tích được đề bài. Tức là em phải đọc và phân tích được đề bài, liên hệ các phép tính phù hợp. Ví dụ, chúng ta xem trong bài toán đó chúng ta sẽ sử dụng phép tính gì? Nhân trước hay cộng trước? Ok chưa? Thứ hai, bước 2 là chúng ta phải thực hiện được phép tính và cuối cùng là chúng ta phải kết luận được chưa nào đó vậy để giải quyết được bài toán của lời văn chúng ta cần phải nắm phương pháp và phương pháp này của chúng ta gồm có ba bước và cụ thể là thầy sẽ cùng các em chúng ta vào một số ví dụ để chúng ta xem là cái phương pháp này nó áp dụng như thế nào các em nhé nào ví dụ một của thầy này tập trung cho các em nhé ví dụ một nào thầy có lớp 6 a đi trồng cây có 20 bạn nữ mà mỗi bạn nữ thì trồng được 5 cây Nhớ nhá Lớp 6A có số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 5 bạn Mà mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ là 2 cây Hỏi lớp 6A trồng được bao nhiêu cây Đây các em nhớ cho thầy nhá Vậy chúng ta sẽ phân tích cái bài toán này như sau Thầy sẽ phân tích này Phân tích này Đề bài của chúng ta là gồm có hai cái sự kiện như sau này Đầu tiên là lớp 6A thì bao giờ cũng có một số bạn nữ và bạn bán nam. Thì đầu tiên là về bạn nữ về bạn nữ trước là ta có 20 bạn nữ. Các em nhá. Thầy có 20 bạn nữ. Mà mỗi bạn nữ là trồng được 5 cây. Đúng không nào? Đấy nhá, 20 bạn nữ mà mỗi bạn trồng được 5 cây. Vậy suy ra thầy sẽ suy ra ngay được là số cây mà các bạn nữ trồng được đúng không nào số cây mà bác các bạn nữ sẽ trồng được đó là dự kiện thứ nhất dự kiện thứ hai là về số bạn nam thì các em chú ý thế này dự kiện thứ hai về số bạn nam thì các em phải chú ý như thế này thì đầu tiên là số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ 5 bạn thứ nhất là số bạn nam. Nhiều hơn nữ. Là năm bạn. Đúng không em? Nếu nhiều hơn nữ năm bạn thì thầy sẽ dẫn ngay được số bạn nam. Là thứ nhất. Thứ hai các em chú ý thầy này. Mà số cây mỗi bạn nữ Em nhớ nhá, số cây mỗi bạn nam trồng nhiều hơn bạn nữ là hai cây. Nào số cây bạn nữ trồng nhiều hơn nam à bạn nam nhiều hơn nữ chứ nhiều hơn nữ là hai cây số cây mà bạn nam trồng nhiều hơn nữa là hai cây phải suy ra ngay là số cây một bạn nam trồng được ok thế nào các em vậy chúng ta sẽ dễ dàng dựa vào phân tích này thì chúng ta sẽ dẫn đến hai vấn đề sau đây tức là chúng ta sẽ dẫn đến vấn đề thứ nhất là số cây bạn nữ trồng được số cây mà các bạn nữ trồng được đúng nào các em và cộng với số cây mà các bạn nam trồng được ok Dựa vào hai dự kiện này thì dễ dàng chúng ta sẽ tìm ngay được là tổng số cây mà cả lớp sau A chúng ta trồng được đúng nào? Đó, đây là bước 1 để phân tích đề bài. Bước 2, trong cái bước 1 này chúng ta phải liên hệ các phép tính phù hợp. Thế thì liên hệ thế nào? Các em tập trung nhá. Đầu tiên là 20 bạn nữ mà mỗi bạn nữ trồng 5 cây. Vậy muốn tìm được số cây bạn nữ các bạn nữ trồng được thì chúng ta là phải làm phép tính nhân. Đây, thì đánh dấu nhân vào đây chúng ta sẽ dùng phép tính đây chúng ta dùng phép tính nhân các em nhá được chưa tiếp theo này số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ thì tìm được số bạn nam thì ta dùng phép tính cộng tại vì sao số bạn nữ là 20 mà số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 5 thì muốn tìm số bạn nam ta dùng phép tính cộng tiếp theo nào mà số cây mà bạn nam trồng hơn bạn nữ cũng là hai hai cây cho nên số cây bạn nam trồng nhiều hơn bạn nữ Xuyên số cây bạn nam là trồng là phép tính cộng Từ hai vấn đề này Mình muốn tìm được số cây mà bạn nam trồng được Thì chúng ta sẽ tìm phép tính nhân Đúng chưa? Sau số cây bạn nam trồng cộng với số cây bạn nữ trồng Là chúng ta được cả cả lớp Ok, đó là chúng ta sẽ thực hiện các phép tính phù hợp Đó là như thế Nhớ nhá Cho nên là cái để làm được bài toán của lời văn này Thì cái việc quan trọng nhất mà thầy muốn các em nắm được đó là các em phải phân tích đúng đề bài và liên hệ các phép tính phù hợp và thầy tin là chắc là các em sẽ làm tốt thôi còn cái việc mà thực hiện phép tính hay kết luận thì các em sẽ làm tốt vì là trong cái bài toán trong cái phần các clip trước chúng ta đã thực hiện các phép tính phức tạp liên quan đến phép nhân và số cộng rồi cho nên thầy tin các em làm tốt thôi đúng không nào đó vậy căn cứ vào cái sự phân tích đó thầy sẽ cùng các em chúng ta sang bước thứ hai là chúng ta sẽ giải quyết bài toán này ok Thầy sẽ làm như sau đây Lớp có 20 bạn nữ đúng không? Trồng 5 cây Thầy sẽ dùng phép tính nhân Thầy sẽ tính như sau Số cây Mà 20 bạn nữ Trồng được là Nào chúng ta dùng phép tính nhân là gồm có 20 bạn nữ này mà mỗi bạn nữ lại trồng được bao nhiêu cây em nhỉ? 5 cây nào Thì đây thầy có bằng 100 cây Đúng không em Đúng như nào các em Thứ hai này các em chú ý này Lớp chúng ta là gồm có Số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 5 bạn Vậy thầy đã có ngay Số bạn nam này Của lớp 6A Là này là 20 cộng với 5 này bằng 25 bạn này. Ok chị em. Mà mỗi bạn nam thì lại trồng nhiều hơn bạn nữ 2 cây. Vậy này, số cây này mà một bạn nam trồng được là là 5 cộng 2 bằng 7 cây Đó Số cây mà một bạn nam trồng là được 7 cây Đúng nào Vậy ở đây chúng ta đã biết số bạn nam rồi Và chúng ta cũng đã biết số cây Mà một bạn nam trồng được rồi Thì lúc này đơn giản chúng ta sẽ có Vậy Tổng số cây Mà Các bạn nam trồng được là Em nhìn nhát đây chúng ta dùng cho tính nhân mà em. 25 bạn mà mỗi bạn 7 cây thì thầy có 25 nhân 7. Xin lỗi đây 25 nhân 7 thì bằng 175 cây. Ok chưa nào các em? Đó. Vậy ở đây thầy đã biết rằng là số bạn các bạn nữ thì trồng được 100 cây, các bạn nam thì trồng được 175 cây. Vậy chúng ta biết muốn tính cụ thể các bạn nữ và nam làm được bao nhiêu cây thì chúng ta chỉ cần phép tính cộng là đúng nào. Ok. Vậy. Rồi ok. Vậy số cây lớp 6A trồng được là. Chúng ta làm phép tính gì? Chúng ta lấy 100 cây cộng với 175. Thì có 100. Cộng với 175 Thì bắn 275 cây Ok chưa Đó Vậy các em thấy rằng là Đối với bài toán này thì Chúng ta thấy không hề khó Nhưng quan trọng nhất là các em phải Biết phân tích đề bài Biết áp dụng phép tính gì Đúng không nào Và chúng ta tính toán cẩn thận Là chúng ta làm tốt được Đúng không nào Hiểu không nào các em Không hề khó Nhưng chúng ta phải rất cẩn thận được rồi được chưa? Đó, vậy chúng ta sẽ tính được là số cây mà lớp 6A là 275 cây. Đến đây thì các em, bước cuối cùng là chúng ta kết luận. Có thể các em ghi đáp số cũng được. Hoặc là đối với lớp dưới là các em cấp 1 các em hay quen là ghi đáp số. Nhưng lên lớp trên chúng ta kết luận Nhưng ở đây thầy ghi đáp số nhá. Cho các em để quên đáp số này. Chúng ta sẽ có là lớp 6A sẽ trống được 275 cây. Đó, ok nhá. Đó, ok. Đó vậy trên đây là thầy đã phân tích hướng dẫn cho các em làm xong ví dụ một đúng không nào? Không hề khó, nhưng quan trọng nhất là các em phải phân tích phân tích đề bài này, các em biết dùng phép tính phù hợp này và các em tính toán cẩn thận này thì thầy tin chắc là các em sẽ làm tốt cái bài toán có lời văn mà liên quan đến phép cộng và phép nhân thôi. Đúng không nào các em?